Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin quan trọng, phóng sự cộng đồng. Trong phần 2 là bản tin đặc biệt IV News. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tổng thống Trump sẽ không sử dụng đặc quyền hành pháp vào 9 giờ 50 sáng thứ năm trong một cuộc họp báo với các phóng viên. Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói rằng Tổng thống Donald Trump đã không sử dụng đặc quyền hành pháp đối với bản báo cáo của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller. Ông nói rằng cố vấn tòa Bạch Ốc đã xem lại các báo cáo trước khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định không dùng đặc quyền và do đó không có thông tin nào được chỉnh sửa theo đặc quyền hành pháp. Ông Barr cho biết báo cáo của Robert Mueller trên bài 10 sự kiện liên quan đến Tổng thống Donald Trump và khả năng cản trợ công lý. Ông Barr nói rằng Ông Miller đã không ra phán quyết, do đó ông và phó bộ trưởng Rod Rosenstein đã từ kết luận rằng báo cáo không đủ bằng chứng kết tội tổng thống. Trước đó vào lúc 9:40, các luật sư của tổng thống Donald Trump đã xem lại bản báo cáo của ông Robert Miller do bộ trưởng Barr biên soạn. Ông Barr cho biết luật sư riêng của tổng thống Trump đã yêu cầu quyền được tiếp cận báo cáo hồi đầu tuần này nhưng không yêu cầu tô đen bất kỳ thông tin nào. Bộ trưởng William Barr cho biết ông sẽ trình báo cáo lên Quốc hội vào 11 giờ sáng. Các đảng viên Dân Chủ cho rằng cuộc họp báo của ông Barr là một nỗ lực nhằm tác động đến phản ứng công chúng trước khi công bố báo cáo. Vào sáng sớm hôm nay lúc 8 giờ 10, Tổng thống Trump đã tung ra tweet cáo buộc cuộc điều tra là cho lừa bịp chính trị mặc dù không có bằng chứng về điều này. Tổng thống Trump thường xuyên gọi các cuộc thăm dò về nghi án Nga can thiệp chiến dịch tranh cử năm 2016 là một cuộc săn lùng phù thủy. Bắc Hàn bất ngờ thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới. Bắc Hàn tuyên bố hôm thứ nằm. nước này đã thử nghiệm một loại vũ khí mới, có hệ thống dẫn đường. Đây là thử nghiệm đầu tiên trong vòng nửa năm qua của Bắc Hàn và cho thấy dấu hiệu bất mãn trong bế tắc đàm phán hạt nhân giữa nước này với Hoa Kỳ tổng thống trump nói hồi tháng trước ông sẽ rất thất vọng nếu bắc hàn tiến hành thử nghiệm tuy nhiên vũ khí thử nghiệm dường như không phải là một hoạt tiện đạn đạo tầm trung hoặc tầm xa bị cấm có thể dẫn đến phá hủy các cuộc đàm phán điều này cho thấy bình nhưỡng đang đẩy mạnh phát triển vũ khí đồng thời trấn an các quan chức quân sự trong nước về mối quan hệ ngoại giao với washington lãnh đạo bắc hàn kim jong un đã tham gia buổi thử nghiệm vũ khí chứng thực mới hôm thứ Tư được thực hiện bởi Viện Hàng Lâm Khoa học Quốc phòng. Cơ quan thông tấn Trung ương Bắc Hàn cho biết, ông Kim đã được báo cáo về hệ thống vũ khí mới và vai trò quan trọng của loại vũ khí này trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội Bắc Hàn. Một nhà phân tích của Nam Hàn cho biết, báo cáo trên các phương diện truyền thông Bắc Hàn cho thấy đây có thể là một loại hỏa tuyển, hành trình mới. Cuộc thử nghiệm được thực hiện Giữa bế tắc đàm phán giải trừ hạt nhân sau hội nghị thượng đỉnh thất bại tại Hà Nội giữa ông Kim Jong Un và tổng thống Donald Trump được tổ chức hồi đầu năm nay, một số quan chức Nam Hàn lo ngại rằng Bắc Hàn sẽ trở lại hành động khiêu khích để buộc Washington từ bỏ lập trường đàm phán và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong năm 2017, Bắc Hàn đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí khiến tổng thống Trump phản ứng mạnh mẽ trước khi nước này chuyển sang ngoại giao với Hoa Kỳ. Cuộc thử nghiệm vũ khí chiến thực mới diễn ra giữa lúc các báo cáo truyền thông Nam Hàn và Nhật Bản đưa tin ông Kim dự định đến thăm Slavidoskov vào tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Truyền hình Nhật Bản hôm thứ Tư đưa tin cho thấy trưởng phòng nhân sự của Kim Jong-un, ông Kim Chang-son, đã đến thăm một khu vực gần ga tàu Vladivostok trước thêm hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Singapore và Việt Nam, Kim Chan Son cũng đã đến thăm hai nước trước để chuẩn bị hậu cần. Để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng lễ dỗ tổ vua Hùng Vương tại Hoa Thành Đốn. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp với Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức lễ do tổ Hùng Vương vào ngày thứ Bảy 13 tháng 4 2019 nhằm ngày 9 tháng 3 âm lịch tại trường Luther Jackson Middle School thuộc thành phố Fortress, Virginia. Dấu tổ Hùng Vương là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Dù ai buôn bán gần xa, nhớ ngày dỗ tổ tháng 3 thì về. Câu ca dao tình nghĩa đã đi vào lòng mỗi người dân tộc Việt Nam, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, đền hùng, nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước, luôn là biểu tượng tôn kính, quy tụ và gắn bó với dân tộc Việt Nam. Mở đầu là phần rước cờ và chào quốc kỳ, do nữ sinh trung học Gia Long và Petruski phụ trách. Sau phần chào quốc kỳ là lời chào mừng và phát biểu của Chủ tịch Cộng đồng. Sau đó, nhà thơ cao nguyên đọc tiểu sử Vua Hùng. Theo thông lệ mỗi năm, đều Công mời một diễn giả sáng nói sáng chuyện. Sáng năm nay là dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh. Từ hải ngoại đến quốc nội, trong lãnh thổ hình chữ S, cho đến các nhóm Việt khắp nơi, quyết tâm xây dựng một ngày tươi sáng của dân tộc. Cuối cùng là phần tế lễ do ban tế lễ dỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương phụ trách. Với sự tham gia của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, hội cao niên, các chiến hữu hải lục không quân Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, xây dựng nông thôn và các bà mẹ Việt Nam. Giúp vui trong phần buổi lễ là phần biểu diễn võ thuật của võ đường Tây Sơn. Buổi lễ kết thúc lúc 2 giờ sau bữa ăn thân thiện. À, xin chào quý vị. Thì năm nay cũng là năm đầu tiên mà Bảo có mặt lễ Hồng Vương là chủ tịch cộng đồng vùng Virginia DC Maryland. Thì cái ý nghĩa của cái cái lễ này đó đối với Bảo là coi như là mà một cái lịch sử của cộng của Việt Nam mình mà cái lịch sử này thì là coi như là, là mình đã là một cái hãnh diện nên vậy Bảo chỉ mong là mỗi năm thì cái thế hệ sau này đó sẽ tiếp tục những cái lễ này để giữ gìn cái văn hóa của cộng đồng Việt Nam à, vì lý do đó đó là bảo cũng đích thân ra để làm để làm việc với cộng đồng để có gì đưa những người trẻ vô để làm việc với cộng đồng và giữ gìn những cái cái văn hóa những cái lễ như những lễ của Hùng Vương đó để sau này hai chục năm ba chục năm sau mình vẫn biết cái lịch sử của người Việt Nam mình vẫn biết những cái văn hóa của người Việt Nam mà giữ gìn những cái đó cho uh, dân tộc mà cho người Việt Nam của mình khó khăn hay không là tùy theo cha mẹ có truyền lại với những với con cái hay không thì nhiều khi qua bên Mỹ thì cha mẹ cũng bận rộn làm đồ này kia thì cũng không có thì giờ để truyền những cái đó nên vậy những cái tổ chức như cộng đồng hay là những cái tổ chức trẻ đó thì ra ngoài họ sẽ sinh hoạt nhiều với những cái cái event như vậy đó thì họ mới nhớ được họ mới học được họ mới biết để tiếp tục sau này uh, vẫn còn những cái lễ này. Theo bảo thấy đó thì uh, uh, cha mẹ nên cũng phải nói chuyện với con cái về về những cái văn hóa những cái lễ lọc này mà quan trọng nhất là uh, những người trẻ phải lắng nghe, lắng nghe những người uh, uh, cô chú bác đã đi trước và học hỏi những cái cái kinh nghiệm đó và tiếp tục uh, những cái truyền uh, 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 của mấy uh, cô mấy chú mấy bác uh, và quan trọng nhất là phải tiếp tục có những cái lễ này phải tiếp tục có ghi nhớ những cái văn hóa của người việt nam thưa quý vị, chương trình bản tin hoạt trình đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý chức sắc, trước việc bàn trị sự cùng đồng đạo, vui lòng đến tham dự lễ an vị Thánh tượng Thiên Nhãn tại Thánh thất cao đài Nashville vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 3 năm kỷ hợi, tức ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019 tại Thánh thất cao đài Nashville 11263 Old Nashville Highway. Smyrna, Tennessee 37167. Sự quan tâm và tham dự của chư hiền huynh, hiền tỷ rất cần thiết để cùng nhau cầu nguyện cho nền đại đạo được hoàng khai nơi hải ngoại. Trân trọng kính mời.